Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, Mở đầu là bản tin đến từ London cho biết là Thủ tướng Anh sa thải chủ tịch của đảng bảo thủ vì bê bối thuế. Theo thông tin trên tờ The Guardian cho hay, Thủ tướng Rishi Sunak trong ngày hôm qua đã sa thải chủ tịch đảng bảo thủ là ông Nadhim Zahari vì vi phạm nghiêm trọng bộ quy tắc dành cho viên chức cấp bộ trưởng tại Anh. Quyết định của Thủ tướng Sunak đã được đưa ra sau khi cố vấn đạo đức Lori Magnus kết luận rằng Chủ tịch của đảng Bảo thủ ông Zahawi đã vi phạm bộ quy tắc bộ trưởng khi thông thông báo cho chính phủ của Anh về cuộc điều tra của cơ quan hải quan và thuế vụ nhắm vào ông ta trong năm 2022. Cuộc điều tra của cơ quan thuế vụ Anh với khoản tiền phạt lên tới hàng triệu bảng diễn ra ở thời điểm mà ông Zahawi được cựu Thủ tướng Boris Johnson bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Tài chánh vào tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, ông chỉ giữ chức vụ này trong một khoảng thời gian ngắn trước khi tham gia tranh cử Thủ tướng Anh sau khi ông Johnson từ chức. Trong một lá thư gửi tới ông Zahawi, Thủ tướng Sunak cho biết rằng các điều tra viên kết luận vị chủ tịch đảng bảo thủ đã vi phạm nghiêm trọng bộ quy tắc bộ trưởng. Ông Nadim Zahawi, một nghị sĩ gốc Iraq đã được bổ nhiệm làm chủ tịch của đảng bảo thủ và bộ trưởng không bộ trong cuộc cải tổ nội các của Thủ tướng Sunak tiến hành hồi tháng 10 năm 2022 sau khi ông này nhậm chức. Quyết định tái bổ nhiệm của ông Zahawi của Thủ tướng Sunak đã chịu sự chỉ trích từ các nghị sĩ của đảng bảo thủ. Các nhà lập pháp này cũng đã đặt nghi vấn về thời điểm lãnh đạo chính phủ Anh biết về những sai phạm thuế của ông Zahawi. Theo CNN, trước đó, Thủ tướng Sunak cũng từng phải đối mặt với các chỉ trích liên quan tới nghĩa vụ thuế của vợ ông là bà Asata Mutti. Theo đó, thì bà Mutti, người sống tại Anh, theo diện không lưu trú thường xuyên đã không phải đóng thuế cho những khoản thu nhập từ nước ngoài trị giá lên tới hàng triệu mỹ kim của bà. Tin từ Peru cho biết là Tổng thống Boluarte đã cảnh báo sẽ cải cách hiến pháp và mở đường cho cuộc tổng tuyển cử. Tổng thống Peru là bà Dina Boluarte tuyên bố bà sẽ thúc đẩy cải cách hiến pháp nếu như Quốc hội không thông qua đề xuất tổ chức tổng tuyển cử sớm. Theo lời của nữ tổng thống, việc tiến hành tổng tuyển cử sớm là một giải pháp để chấm dứt làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần lễ qua, gây thương vong ở quốc gia Nam Mỹ này. Tổng thống Boluarte nhấn mạnh rằng nếu các nhà lập pháp tiếp tục bác bỏ điều này, bà sẽ đề xuất cải cách hiến pháp để có thể tiến hành một cuộc tổng tuyển cử vòng 1 trong tháng 10 và vòng 2 trong tháng 12 của năm 2023. Cơ quan lập pháp Peru dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp trong ngày 30 tới tháng 1 để thảo luận về thời gian biểu của cuộc tổng tuyển cử. Quốc gia Peru hiện nay đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội nghiêm trọng kể từ ngày 7 tới tháng 12 năm 2022 khi tổng thống lúc đó là ông Pedro Castillo đã bị quốc hội phế chuất và bị bắt giữ mở đường cho bà Dina Boluarte lên đảm nhận chức vụ tổng thống lâm thời. Những người ủng hộ cho ông Castillo yêu cầu bà Boluarte từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Họ đã xuống đường biểu tình, phong tỏa các tuyến đường cao tốc làm ảnh hưởng tới hoạt động vận tải cung ứng lương thực, nhiên liệu và các loại nhu yếu phẩm. Trong gần 8 tuần biểu tình trên cả nước đã có ít nhất là 58 người bị thiệt mạng, hơn 500 người bị thương và có khoảng 320 người đã bị bắt giữ. Ngân hàng trung ương của châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất là bản tin tiếp nối. Thông tấn xã Reuters đưa tin cho biết là Ngân hàng Trung ương của châu Âu ECB dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 2 tây tháng 2, bất chấp những dấu hiệu cho thấy là khu vực đồng tiền chung euro có thể đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của một cú sốc kinh tế. Kể từ tháng 7 năm 2022, Ngân hàng châu Âu đã tăng lãi suất thêm 2.5 điểm phần trăm để kiềm chế tốc độ tăng giá tiêu dùng. Dù vẫn ở mức cao, lạm phát đã bắt đầu chậm lại và làm dấy lên những hy vọng rằng những nỗ lực của ngân hàng châu âu đang mang lại kết quả một loạt các dữ liệu gần đây bao gồm một cuộc khảo sát quan trọng cho thấy là nền kinh tế của châu âu đã bắt đầu tăng trưởng trở lại thậm chí còn củng cố lời đồn đoán là khu vực đồng tiền chung eurozone sẽ tránh được một cuộc suy thoái nghiêm trọng cho dù vậy, chủ tịch của ngân hàng là bà Christine Lagarde đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lãi suất sẽ tiếp tục tăng với một tốc độ ổn định và ngân hàng dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc tăng 50 điểm cơ bản trong một cuộc họp vào ngày 2 tới tháng 2. Mức tăng này bằng với mức tăng tại cuộc họp vào cuối tháng 12 2022, nhưng thấp hơn là mức tăng mạnh 75 điểm cơ bản tại hai cuộc họp trước đó. Chỉ số quản lý mua hàng PMI của S&P Global Flash Yuan đã tăng trên 50 điểm trong tháng 1, dữ liệu này đã giúp củng cố tâm lý lạc quan cho rằng lạm phát chậm lại và giảm bớt các vấn đề về chuỗi cung ứng cũng như là việc mở cửa trở lại nền kinh tế của Trung Quốc có thể bù đắp cho những thiệt hại do xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos hồi đầu tháng này, bà Lagarde cho biết là nền kinh tế của Eurozone sẽ tăng trưởng tốt hơn rất nhiều so với những lo ngại ban đầu với những số liệu tích cực hơn nhiều trong vài tuần lễ qua. Tin từ Indonesia cho biết là một phát hiện mới về siro ho tình nghi là gây tử vong cho hơn 200 trẻ em. Thông tấn xã Reuters đưa tin trong ngày 30 tây tháng 1 trong một cuộc điều tra về các trường hợp tử vong tình nghi là do siro Cảnh sát của Indonesia cho biết một công ty địa phương đã bán hóa chất dùng trong công nghiệp dưới mát là dược phẩm. Viên chức cảnh sát là ông Pipit Rismanto cho hay là nhà chức trách của Indonesia đã phát hiện ra công ty CV Samudera Chemical đã bán ethylene glycol còn gọi là EG và diethylene glycol còn gọi là DEG dùng trong công nghiệp dưới dạng dược phẩm cụ thể là hai thành phần nói trên đã được bán ở dưới mát là propylene glycol do công ty Dow Chemical ở Thái Lan sản xuất công ty Samudera Chemical sau đó cung cấp chúng cho các nhà phân phối của nhà sản xuất thuốc địa phương cảnh sát đã bắt giữ và khởi tố một số lãnh đạo của công ty Samudera cùng với nhà phân phối CV uh, Amnugap Pedaga. Ông Pipit cho biết thêm, có nhiều nghi phạm có thể sẽ được nêu tên khi cuộc điều tra tiếp tục. Hai thành phần EG và DEG được sử dụng trong chất chống đông, dầu thắng xe và các ứng dụng công nghiệp khác nhưng đồng thời cũng là một chất thay thế rẻ tiền hơn so với glycerin trong một số sản phẩm dược phẩm chúng có thể gây độc hại và dẫn tới tổn thương thậm cấp tính hơn 200 trẻ em đã chết vì tổn thương thận cấp tính ở Indonesia tính từ năm 2022, 25 gia đình đã yêu cầu bồi thường khi tòa án của Indonesia bắt đầu xét xử vụ kiện tập thể chống lại các cơ quan chính phủ và công ty dược phẩm trong tháng này. Trong tuần trước thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi hành động ngay lập tức để bảo vệ trẻ em khỏi các loại thuốc bị nhiễm độc sau khoảng 300 trường hợp tử vong ở các quốc gia Gambia, Uzbekistan và Indonesia liên quan tới loại thuốc ho trong năm 2022. Tin từ Nam Phi cho biết là một vụ xả súng tại bữa tiệc sinh nhật khiến cho 8 người bị thiệt mạng. Tổng thức xã Reuters đưa tin là vụ xả súng này xảy ra vào ngày 29 tháng 1 tại một ngôi nhà ở thành phố Cảng Gebera, ở nam phi hai tay súng bắn vào một nhóm người đang tụ tập dự tiệc sinh nhật cảnh sát cho biết là chưa bắt giữ được các tay súng và họ cũng chưa đưa ra sự xác định về danh tính của những người thương vong tuy nhiên cảnh sát cho biết người tổ chức tiệc sinh nhật nằm trong số người bị bắn chết cảnh sát cho hay chủ nhà đang tổ chức tiệc sinh nhật thì hai tay súng lạ mặt đã bước vào sân và bắt đầu xả súng vào các vị khách. Theo cảnh sát thì các tay súng này đã bắn ngẫu nhiên vào khách dự tiệc. Ba người bị thương đang giành giật sự sống trong bệnh viện. Theo lời cảnh sát trưởng của tỉnh Eastern Cape là ông Lali Mene, Ông lên án vụ giết người này là coi thường trắng trợn mạng sống của con người. Cảnh sát hiện nay vẫn chưa rõ động cơ của vụ tấn công và đang điều tra hung thủ. Theo thông tấn xã EFP, các vụ xả súng thường xuyên xảy ra ở Nam Phi, một quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới vì bạo lực băng đảng và rượu. Trong năm ngoái, Nam Phi đã xảy ra một loạt các vụ xả súng, làm gần 20 người bị thiệt mạng tại các quán bar ở khu ngoại ô tập trung nhiều người lao động của thành phố Johannesburg và Pietermaritzburg